Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020. Và theo âm lịch, hôm nay là ngày 17 tháng 7 năm Canh Tý. Và ngày này là ngày Canh Tuất tháng Giáp Thân năm Canh Tý. Hôm nay là ngày hoàng đạo và các giờ hoàng đạo trong ngày là giờ Mậu Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Tân Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Ất Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Đinh Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh hoa xuyến kim, ngày canh tuất, tức chi sinh cho can, có nghĩa là thổ sinh cho kim. Hôm nay là ngày tốt cho mình các bạn nhé. Về nạp âm, hoa xuyến kim, kỷ tuổi, giáp thìn, mậu thìn, ngày thuộc hành kim, khắc với hành mộc, đặc biệt là tuổi mậu tuất, nhờ kim khắc mà được lợi. Ngày tuất lục hợp với mão, tam hợp với dần và ngọ, thành hỏa cục, xung với thìn, hình mùi, hại dậu và tuyệt thìn các bạn nhé. Về tuổi xung khắc trong ngày gồm có tuổi giáp thìn, mậu thìn, giáp tuất, tuổi xung trong tháng, tuổi mậu dần, bính dần, canh ngọ và canh tý. Về các sao tốt xấu trong ngày có sao tốt gồm sao thiên phú, tốt mọi việc, sao thiên quý, tốt mọi việc, sao thiên quan, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao thiên ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày cũng rất nhiều, gồm có sao thổ ôn, hay còn gọi là sao thiên cẩu, kỵ về xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao thiên tặc, xấu đối với khởi tạo, động thổ, về nhà mới, khai trương, xuất hành. Sao trùng tang, kỵ cưới hỏi, an táng, khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa. Sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Sao tam tang, kỵ khởi tạo, cưới hỏi, an táng. Sao ly sàng, kỵ cưới hỏi. Sao quỷ khóc, xấu đối với tế tự và an táng các bạn nhé. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam. Và tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem chi tiết tử vi 12 con giáp thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020 như sau nhé. Đầu tiên, mời các bạn cùng đón xem tử vi tuổi Tý thứ 6 ngày 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tý á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý, bạn đang có được chính quan phù trợ, cho nên bạn tuổi Tý sẽ được cân nhắc vào những cái vị trí quan trọng, những cái chức vụ tốt, bạn có tiềm năng phát triển trong tương lai nhé. Vì thế mà bạn mệnh tuổi Tý trong ngày này cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa, không để dễ dàng đầu hàng trước mọi cái khó khăn bạn tuổi Tý nhé. Đối với những bạn còn trẻ trong cái ngày này cũng có thể tìm được những cái công việc phù hợp với cái năng lực và sở thích của mình. Mà khi đã tìm được một cái công việc như ý rồi, bạn tuổi Tý bạn nên xác định rõ được cái mục tiêu hướng tới với mình và quyết tâm khẳng định mình trong tương lai bạn tuổi Tý nhé. Tuy nhiên trong cái ngày thứ 6 này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn lại đang gặp ngày có thổ khắc với thủy. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ giữa bạn tuổi Tý và nửa kia của mình không được mấy êm ấm. Có lẽ vì chưa thực sự thấu hiểu lẫn nhau cho nên đôi bên thường hay có cái sự bất đồng ý kiến với nhau. Và hai người cần phải trò chuyện với nhau nhiều hơn nữa bạn tuổi Tý nhé. Ngày này với bạn tuổi Tý không nên xuất hành đi xa bởi trong ngày đang có nhiều sao xấu như là sao thiên tặc, sao thổ ôn hay còn gọi là sao thiên cẩu, sao trùng tang, tam tang,
Quả Tú, Ly Sàng và Sao Quỷ Khóc nữa. Khiêu Khẩu Minh ngày này cũng không tốt cho cái việc xuất hành Bành Tổ Bách Kỵ. Cái việc xuất hành thì bị hại, mất của, hại thân, mọi việc đều bất thành với bạn. Và tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim được cân nhắc, tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy cần cố gắng hơn nữa, tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa có cơ hội khẳng định bản thân, tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ xác định mục tiêu, tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc vợ chồng bất hòa nhé. Đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cát tường: màu đen, màu trắng. Quý nhân phù trợ: tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Sửu thứ 6 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này đang có thương quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu cần phải cực kỳ cẩn trọng trong công việc ngày hôm nay nhé. Và bạn tuổi Sửu, nếu như bạn lơ là không tập trung, bạn dễ dàng phải lỗi lầm, gây ra ảnh hưởng xấu tới bản thân, thậm chí là tới cả tập thể nữa đó. Và trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Sửu, bạn cũng dễ vướng phải những cái mâu thuẫn bất đồng với đồng nghiệp cấp trên. Khi cả hai bên đều nóng nảy, bạn cần phải là người xuống nước trước, hãy tìm một cái cơ hội khác khi cả hai đã bình tĩnh trở lại để tiếp tục thảo luận vấn đề bạn tuổi Sửu nhé. Và trong cái ngày Canh Tuất này đối với bạn tuổi Sửu, Thổ Vượng nhắc nhở bạn tuổi Sửu hãy từ bỏ những cái suy nghĩ cố hữu từ trước tới nay của mình để tiếp nhận những cái điều mới mẻ cho bản thân. Và để bắt kịp với cái sự phát triển của xã hội nữa, bạn cần không để bất cứ một cái quan điểm tiêu cực nào ở trong người bạn tuổi Sửu nhé. Ngày này với bạn tuổi Sửu, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi. Theo Khẩu Minh, hôm nay là ngày xấu, Bành Tổ Bách Kỵ, và trong ngày cũng có nhiều sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thiên Cẩu, Trùng Tang, Tam Tang, Quỷ Khóc. Cái việc xuất hành thì có người hại, mất của, hại thân, mọi việc đều không được thành như ý bạn tuổi Sửu nhé. Về tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, làm việc cẩn thận. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, bạn dễ mắc sai sót. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, bất đồng với cấp trên. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, bạn suy nghĩ cởi mở. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, bảo thủ và cố chấp. Đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ 6 này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 8, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cát tường: màu nâu, màu vàng. Quý nhân phù trợ: tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Dần thứ 6 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dần, bạn đang gặp ngày Mộc khắc Thổ, cho nên bạn tuổi Dần cần phải quan tâm đến gia đình của mình nhiều hơn nhé. Bạn tuổi Dần dường như bạn quá chú tâm cho công việc của mình mà quên mất việc chăm lo cho các thành viên trong gia đình, và bạn đừng để cho tình cảm giữa mình và mọi người dần phai nhạt đi nhé bạn tuổi Dần nhé. Trong cái ngày Canh Tuất này với bạn tuổi Dần, ngày này cũng không được lòng tập thể vì bản tính cao ngạo và cố chấp của bạn, khăng khăng làm theo ý của mình mà không chịu nghe theo cái lời khuyên của bất cứ ai. Và bạn tuổi Dần trong ngày này bạn đang chịu tác động của thương quan. Cái điều này, người đi trước thường có cái nhìn sắc sảo và toàn diện hơn, bạn nên phải tham khảo ý kiến từ hỏa đó. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dần,
Nếu có việc cần phải xuất hành đi xa trong ngày hôm nay thì bản mệnh nên đi theo những cái hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Bắc, tài thần hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình, hạn chế những cái rủi ro cho mình. Nếu không có cái công việc cần thiết thì bạn tuổi Dần trong ngày hôm nay không nên xuất hành, bởi trong ngày có nhiều sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thiên Cậu, trùng tang, tam tang, ly sàng, quỷ khóc, thiêu khẩu minh. Ngày này cũng không là ngày tốt, là ngày bành tổ bách kỵ bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, bạn cần phải quan tâm hơn tới gia đình. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, bạn coi trọng sự nghiệp. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc Thổ, kiêu ngạo, coi thường người khác. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc Mộc, cần phải khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc Kim, tình cảm lạnh nhạt. Đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sách cát tường, màu xanh lá, xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi tuổi Mão thứ sáu ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão, bạn đang gặp nhị hợp chiếu mệnh, cho nên bạn tuổi Mão rất coi trọng thể diện nhé. Bạn tuổi Mão, bản mệnh không muốn bất cứ ai lời ra tiếng vào sau lưng mình và sẵn sàng phản kháng khi có người bất đồng ý kiến với mình. Đây là cái nguyên nhân khiến cho bạn tuổi Mão cảm thấy bạn khá chi là nóng nảy trong ngày hôm nay nhé. Tuy nhiên, với bạn tuổi Mão, bạn nên biết cách cư xử khéo léo thì hôm nay là một ngày khá chi là thích hợp với bạn để cho bạn xây dựng các mối quan hệ về làm ăn. Bạn mệnh có thể tìm được những cái đối tác tiềm năng, hãy có cách giữ cái mối quan hệ với họ bạn tuổi Mão nhé. Và trong cái ngày canh tuất này đối với bạn tuổi Mão, chính ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bản mệnh tuổi Mão muốn thăng tiến trong sự nghiệp của mình thì không nên bảo thủ được. Bạn tuổi Mão, bạn vốn là người thông minh, có khả năng nắm bắt được cái vấn đề nhanh chóng và bạn không nên để những cái suy nghĩ tiêu cực, cố chấp, giới hạn bản thân mình bạn tuổi Mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, coi trọng thể diện. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, hãy nổi hay nổi nóng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, không nên bảo thủ. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, bạn nên hợp tác kinh doanh. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc Kim, bạn phát triển mối quan hệ tốt đẹp. Về đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ sáu này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh da trời, xanh rêu, quý nhân phù trợ tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Thìn thứ 6 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi. Cho nên trong cái ngày tuất này đối với bạn tuổi Thìn, bạn đang có điềm báo gặp nhiều trở ngại trong công việc bạn nhé. Ngày này đối với bạn mệnh tuổi Thìn, bạn là người kiên trì và có quyết tâm, nhưng đôi khi lại quá nóng nảy, bốc đồng, sẽ gây mất lòng với đồng nghiệp và cấp trên nữa. Bạn tuổi Thìn, bạn cũng không nên lựa chọn đầu tư trong ngày hôm nay, bởi bạn sẽ đưa ra những cái quyết định sai lầm hoặc là rơi vào cái trạng thái trong kẻ tiểu nhân hãm hại. Bạn cần phải bình tĩnh, kiên nhẫn và chờ đợi một cái thời điểm khác thích hợp hơn với mình nhé. Trong ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Thìn, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có họa sinh cho thổ vượng. Cái điều này làm cho cái mối quan hệ của
của bạn mẹ Tú Thìn và nửa kia rất chi là yên bình. Người ấy chính là hậu phương vững chắc cho bạn. Chính vì thế, nếu như có bất kỳ cái vấn đề gì, bạn Tú Thìn, bạn hãy chủ động thảo luận với người ấy để tìm ra cái phương án giải quyết hợp tình hợp lý nhất với mình bạn Tú Thìn nhé. Trong ngày này với bạn Tú Thìn, cái việc xuất hành đi xa với bạn không được thuận lợi. Đặc biệt là trong ngày có nhiều sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thiên Cẩu, Trùng Tang, Tam Tang, Ly Sàng, Quỷ Khóc, xuất hành thì bị hại, bất của, hại thân, mọi điều bách kỵ. Và theo Khổ Minh, ngày này cũng không tốt cho cái việc xuất hành, ký kết hợp đồng với bạn đâu đó nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, công việc trở ngại. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, tin tưởng nửa kia. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, dễ gây mất lòng. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, suy nghĩ bất đồng. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn không nên đầu tư. Về đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 1, số 3, giờ tốt từ 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, màu ghi, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Tỵ thứ 6, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ, bạn đang chịu tác động của Tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi Tỵ dễ vướng phải những cái mâu thuẫn không đáng có với bạn bè, đồng nghiệp hoặc là thậm chí với cấp trên nữa đó bạn nhé. Và bạn tuổi Tỵ trong ngày này, nguyên nhân chủ yếu của cái sự mâu thuẫn đến từ quyền lợi trong công việc của bạn. Bạn không nên mù quáng nghe theo lời của bất cứ bên nào, mà nên kiên định với cái lập trường của mình bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày Canh Tuất này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn nhận thấy bản mệnh vốn là người mạnh mẽ, có chí tín thủ, nhưng nhiều khi chưa biết cách xử lý sao cho khéo léo, khiến cho cái mối quan hệ khó được mở rộng với bạn. Và bạn tuổi Tỵ, bạn hãy chú ý giao lưu với mọi người nhiều hơn, đồng thời chú ý cách ăn nói, đặc biệt là khi phê bình người khác đối bạn tuổi Tỵ nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tỵ, ngày này may là bạn đang có được ngày hỏa sinh cho thổ vượng. Tuy nhiên, cái điều này với gia đình, với bạn tuổi Tỵ là một ngày dịu dàng và biết quan tâm. Bạn luôn chia sẻ với nửa kia mọi cái suy nghĩ của mình và đôi bên sẽ thảo luận để đưa ra các quyết định hợp tình, hợp lý nhất của bạn nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi, bởi bạn đang có cái điềm báo xấu, có cái sự mất của, hại thân, va chạm. Xuất hành thì không bị thuận lợi, ký kết hợp đồng trong ngày này cũng không nên bạn tuổi Tỵ nhé. Bởi trong ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn đang chịu tác động của nhiều sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thổ Ôn, hay còn gọi là sao Thiên Cẩu, Trùng Tang, Tam Tang, Quả Tú, Ly Sàng, Quỷ Khóc. Và theo Khẩu Minh, ngày này với bạn là ngày xấu, bành tổ bách kỵ, không phù hợp với những cái công việc trọng đại với bạn tuổi Tỵ nhé. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, quan tâm gia đình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bệnh bạn dễ vướng vào thị phi. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, cần hòa đồng hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, có chí tín thủ. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn giữ vững lập trường. Về đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi tuổi Ngọ thứ 6, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020.
Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Ngọ, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có tam hợp Dần Ngọ Tuất, cho nên bạn tuổi Ngọ trong ngày này rất nhiệt tình và hăng hái trong công việc nữa luôn nhé. Bạn tuổi Ngọ, bạn mệnh thường bắt tay vào công việc được giao ngay mà không chần chừ do dự chút nào, nhưng cũng chính cái điều này lại khiến cho bạn trở nên có phần nóng vội đó. Và bạn tuổi Ngọ trong cái ngày Canh Tuất này, trước khi đưa ra bất cứ cái quyết định gì, bạn đặc biệt là những cái quyết định quan trọng, bạn phải cần suy tính một cách kỹ càng, không nên hăng hái lúc đầu rồi về sau lại thành ra chán nản, muốn bộ dở giữa chừng, buông xuôi, khiến cho người khác phải khắc phục cái hậu quả mà bạn gây ra nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Ngọ, hỏa sinh cho thổ, cái mối quan hệ giữa bạn và gia đình lại vô cùng là hòa hợp. Bạn tuổi Ngọ có thể tận hưởng được một ngày hạnh phúc bên gia đình, đôi lứa yêu thương nhau, cũng nên lập kế hoạch giúp thắt chặt tình cảm lại với nhau hơn nữa bạn tuổi Ngọ nhé. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, cái việc xuất hành đi xa với bạn cũng không được thuận lợi, bởi trong ngày đang có nhiều sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thiên Cầu, sao Tam Tang, Quả Tú, Ly Sàng, Quỷ Khóc và Thiêu Khẩu Minh. Ngày này là ngày xấu, bành tổ bách kỵ, việc xuất hành thì hay bị hại, mất của hại thân, nhiều việc bất hành của bạn tuổi Tỵ, tuổi Ngọ nhé. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, hăng hái làm việc. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, bạn hay nóng vội. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, bạn dễ bủa cuộc. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, tình cảm có được cái sự hài hòa độ. Về đánh giá của bạn tuổi Ngọ trong ngày thứ sáu này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu hồng, da cam, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần. Tử vi tuổi Mùi thứ sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ sáu này đối với bạn tuổi Mùi, xem tử vi cho chúng ta thấy là ngày này cái vận trình của bạn tuổi Mùi đang chịu tác động của ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên trong cái ngày Tuất này đối với bạn tuổi Mùi, bạn đang có cái điềm báo tự tin thái quá nhá. Cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới cái công việc của bạn, và bản mệnh tuổi Mùi cho rằng mình có khả năng giải quyết tất cả cái mọi vấn đề, nên không muốn nghe lời khuyên bảo của bất cứ ai cả đó. Bạn tuổi Mùi, bạn hăng hái trong công việc và sẵn sàng là người đi tiên phong, thế nhưng bạn sẽ rất dễ gặp phải trở ngại nếu như không chịu suy nghĩ kỹ càng. Bản mệnh cũng cần phải chú ý hơn trong giao tiếp nếu không muốn làm mất lòng người khác trong ngày nhé. Và ngày Canh Tuất này đối với bạn tuổi Mùi, ngày này bạn đang chịu tác động của thương quan chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy bạn tuổi Mùi cũng không nên có cái hoạt động đầu tư hoặc là mở rộng kinh doanh trong ngày hôm nay. Bạn hãy quản lý túi tiền, tiền bạc của mình thật cẩn thận nếu không muốn thất thoát hoặc là bị dính vào những cái phi vụ lừa đảo trong ngày của bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn cũng đang chịu tác động của các sao xấu như là sao Thiên Tặc, sao Thiên Cẩu, Trùng Tang, Tam Tang, Quả Tú, Ly Sàng, Quỷ Khóc, Thiêu Khẩu Minh. Ngày này là ngày xấu, bành tổ bách kỵ, cái việc xuất hành thì hay bị hại, mất của, hại thân, mọi việc đều bất hành. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, bạn tự tin thái quá. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, bạn không nghe lời ai. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn không nên đầu tư nhé. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, tiền bạc thất thoát. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, bạn hăng hái làm việc.
Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Con số may mắn số 3, số 9, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu xám, cà phê, quý nhân phù trợ, tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ 6, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn trong ngày này đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng, cho nên bạn tuổi Thân có được cái sự hòa hợp với nửa kia của mình trong ngày hôm nay. Bạn và người ấy luôn thấu hiểu và suy nghĩ cho nhau, chính vì thế mà mọi cái sự bất đồng ý kiến rất hiếm khi xảy ra với bạn. Ngoài ra, đôi khi bạn mệnh cũng nên tìm cách hâm nóng lại tình cảm đôi bên bạn tuổi Thân nhé. Và bạn tuổi Thân nếu như là một người cha, người mẹ thì rất quan tâm đến con cái của mình. Bạn muốn mình trở thành một người bạn của con cái hơn là một người bề trên chỉ biết ra lệnh và chỉ bảo mà không quan tâm tới cái suy nghĩ đến của con cái của mình nhé. Thiên tài chiếu mệnh, cái điều này báo hiệu cho bản mệnh tuổi Thân trong ngày thứ 6 này có được điểm sáng về tài lộc. Bạn có thể kiếm được một cái khoản kha khá với mình nhờ những cái công việc làm thêm hoặc là những cái mối đầu tư trước đó của bạn mà có được. Ngoài ra, trong cái ngày này đối với bạn tuổi Thân, tài lộc còn đến từ cái vận may của chính bạn nữa nhé. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc thủy, hòa hợp với nửa kia. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc hỏa, quan tâm tới con cái. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc thổ, thu được lợi nhuận. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc mộc, bạn được trừ hưởng thành quả. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc kim, bạn nên hâm nóng lại tình cảm nhé. Về đánh giá của bạn tuổi Thân trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, bạch kim, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dậu thứ 6, ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Dậu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Dậu, bạn đang có được tam hội cục chia chở cho bạn, cho nên bạn tuổi Dậu trong ngày này gặp nhiều may mắn cho cái mối quan hệ xã hội nhé. Bạn tuổi Dậu, bạn mệnh dễ tạo được ấn tượng tốt cho mọi người ngay từ cái lần gặp gỡ đầu tiên. Đặc biệt, bạn có thể gặp được người đồng chí cùng chí hướng trong ngày hôm nay đâu nhé. Trong công việc của bạn tuổi Dậu, ngày thứ 6 này cũng có những cái chuyển biến tích cực. Nếu như bạn đã làm việc chăm chỉ trong suốt cái thời gian qua, có thể bạn tuổi Dậu sẽ được cất nhắc vào một cái vị trí cao hơn, phù hợp với bạn hơn. Ngoài ra, nếu có cơ hội xuất hiện thì hãy tự tin nắm bắt cái cơ hội đó bạn tuổi Dậu nhé. Trong ngày Canh Tuất này đối với bạn tuổi Dậu, ngày này thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này báo hiệu cho bản mệnh tuổi Dậu luôn rất tự hào về gia đình của mình. Bạn luôn quan niệm người trong gia đình phải luôn trò chuyện, tâm sự và thấu hiểu lẫn nhau. Chính vì thế mà mọi người không bao giờ hiểu lầm hay là nghi kỵ nhau cả đâu bạn tuổi Dậu nhé. Về tử vi tuổi Ất Dậu thuộc thủy, xã giao tốt đẹp. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc hỏa, tự hào về gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, tin tưởng người nhà. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, công việc chuyển biến tốt. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, có thể được cất nhắc được. Về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn.
Tử vi tuổi Tuất thứ 6 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tuất đang có được thực thần phù trợ. Cho nên trong ngày này đối với những bạn làm nghề tự do sẽ nhận được cái phần thưởng xứng đáng cho những cái cố gắng trong suốt cái thời gian qua với bạn. Mọi người đều rất coi trọng bạn và muốn giữ cái mối quan hệ làm ăn với bạn nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Ngày này đối với những bạn làm công việc văn phòng thì có một ngày làm việc yên bình và hòa hợp với đồng nghiệp. Mọi người làm bàn luận và thống nhất được cái quan điểm nên công việc tiến triển rất chi là thuận lợi, thậm chí còn vượt quá cái kế hoạch của bạn đề ra nữa đó bạn tuổi Tuất nhá. Và trong ngày hôm nay đối với bạn tuổi Tuất, ngày này thích hợp để cho bạn cầu tài lộc. Nhưng cái việc xuất hành đi xa hay là ký kết hợp đồng theo khẩu minh ngày này không được tốt, bành tổ bách kỵ. Và trong ngày cũng có nhiều sao tốt như là sao thiên tặc, thổ ôn hay còn gọi là thiên cẩu, sao quả tú, ly tàn, sao quỷ khóc, sùng tang, an táng. Cái việc xuất hành rất dễ bị hại, mất của, hại thân đó bạn tuổi Tuất nhá. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa được coi trọng, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ hòa hợp với đồng nghiệp, tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mộc công việc được thuận lợi, tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim nên cầu tài cầu phúc, tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy được báo đáp xứng đáng. Sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 3 giờ đến 5 giờ, màu sắc cát tường, màu ghi, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Tử vi tuổi Hợi thứ 6 ngày mùng 4 tháng 9 năm 2020. Ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này bạn đang có một ngày thổ khắc với thủy, cho nên điềm báo cái mối quan hệ xã hội của bạn tuổi Hợi trong ngày này không được tốt đẹp cho lắm nhá. Bạn tuổi Hợi, bản mệnh có thể gặp phải những cái mâu thuẫn với bạn bè của mình. Cái điều này khiến cho đôi bên rơi vào chiến tranh lạnh. Và khi bạn tuổi Hợi, bạn bình tĩnh trở lại thì bạn là người chủ động hòa giải bạn nhé. Và trong cái ngày Canh Tuất này đối với bạn tuổi Hợi, trong gia đình bạn tỏ ra là người khá chi là nóng nảy, thích làm theo ý của mình mà không để ý tới cảm nhận của người khác. Và bạn hãy đặt mình vào cái vị trí của người khác, đừng coi việc người khác chiều theo ý của mình là hiện nhiên bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày thứ 6 này đối với bạn tuổi Hợi, thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn là người năng động và nhanh nhẹn, nhưng lại dễ bị kích động trước những cái lời bàn ra tán vào của kẻ tiểu nhân. Và bạn tuổi Hợi, bạn hãy bình tĩnh hơn để xem xét đâu là việc mình nên làm và đâu là việc nên tránh bạn tuổi Hợi nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi Hợi, bạn mệnh cần nên tránh cái việc xuất hành đi xa, tránh cầu tài lộc, khai trương mở kho xuất hành. Bởi trong ngày đang có những sao xấu tác động như là sao thiên tặc, sao thổ ôn, sao trùng tang, tam tang, quả tú, ly sàng, quỷ khóc. Và theo khẩu minh, ngày này cũng là ngày xấu, bành tổ bách kỵ, cái việc xuất hành rất dễ bị hại, mọi việc đều không thuận lợi bạn tuổi Hợi nhé. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa mâu thuẫn với bạn bè, tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ không để ý đến cảm nhận của người khác, tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc nhanh nhẹn nhưng bốc đồng, tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim bạn dễ bị kích động, tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy bạn gặp kẻ tiểu nhân. Và đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ 6 này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 6, giờ tốt
từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xanh da trời, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.